Rồi, chào các bạn nha. Nhập ra nhiều rồi. Ba con một màu luôn. Bay chung chùm luôn. Mấy bữa này gió chán hả? Quá yếu. Ba con nó cứ đảo chung không, quấn dây không à, vô chùm không à? Đá nè. Lên được 6 con. Ba con lại dọn cục đá chứ. Ba con nó dọn cục luôn à. Con bữa làm chưa? Chấp ngọn á hả? Thank you.
con nữa cho nó dính luôn đi. 4 con dính luôn đi. Làm cái gì? Cấp quan hả? Cái ba lên gửi mình còn ở sao gió đó nó chiếu mình đâu? Ở đâu? Ba ly rưỡi thôi, đâu có yếu đâu. Cặp ra khoảng 35 á. Cái chốt nó 35 á. 35 mà vừa. 35 là vô tới cái cặp. Từ chốt vô. Ba con này nó quấn ở trển rồi. Nó như vậy á. Đâu có đem dèo đi Phước Hải mà đi không à. Ai đầu mua qua xuống dưới đâu có gió đâu, bình nó thả cánh cấp đó. Các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Phần vô. Quấn nhau. Sao còn? Bảy con. Ba con cùng màu luôn. Ba con một màu luôn à. Ba con y chang một màu luôn.
đâu mà hội tụ ba con lại mau đấy. Chào tạm biệt các bạn nha. Bà con dính dây một chùm. Rồi, chào tạm biệt.